Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người nhé Và chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo Và tiếp tục thì uh, trong video ngày hôm nay Thì em cũng sẽ lại lên một cái kiện hàng mới cho cả nhà mình Và như mọi người có thể thấy là Hôm nay thì em cũng có về với rất nhiều Mẫu hàng siêu phẩm, đó là mẫu của Bonnecati uh, Phiên bản uh, Citizen Nhưng đây sẽ là một mẫu 6 kim Rất đẹp dành cho các anh nam Ngoài ra thì sẽ có mẫu của Orobienco Với phong cách thanh lịch này Phiên bản uh, mang phong cách uh, Hơi uh, giống với phiên bản của Gaga Một chút xíu, đó là phiên bản của

Ngoài ra là các mẫu của Mauro và một vài thương hiệu khác nữa. Thì các anh chị mọi người có yêu thích ở phiên bản đồng hồ nào thì các anh chị có thể liên hệ đặt hàng theo số điện thoại và cũng là số Zalo của em. Đó là số 085858 từ quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận. À, và bên em thì chuyên cung cấp về các mẫu đồng hồ chính hãng và đều được đấu giá trực tiếp ở trên trang Nhật. Vì thế cho nên là cũng sẽ có những phiên bản còn mới nguyên chưa sử dụng và cũng có những mẫu thì cũng đã qua sử dụng rồi và có những mẫu tức là không có hộp thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho cả nhà mình ở trong video. Dạ vâng và không để mọi người đợi lâu thì em cũng sẽ lên luôn với mã sản phẩm đầu tiên và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là follow kênh với phiên bản đồ đầu tiên thì em sẽ lên cho cả nhà mình đó là mẫu của Technot cũng khá lâu rồi thì em có đấu lại được về cho cả nhà mình với phiên bản Technot với form của Rolex đây là một phiên bản thiết kế rất đẹp rất là đơn giản thôi nó mang cái phong cách của dòng Diver tức là dòng 3 kim và một ô cửa sổ lịch. Đối với phiên bản này thì em có đấu về là full hộp nhá, giấy tờ, sổ sách thì cũng sẽ có đầy đủ. Đây là mẫu mà nó là bản pin. Đó, cọc số la mã bên trong màu mặt xanh và xanh của nó thì nó không phải là xanh xanh toàn bộ đâu mà nó xanh lòng trong ấy, sau đó viền ngoài này nó sẽ hơi màu đen một chút xíu. Nó tạo một cái điểm nhấn và nó tạo một cái chiều sâu cho đây của mặt đồng hồ. Tiếp theo là lịch thì có cái lúp phóng đại đến 2,5 lần, cọc số là mã nha. Chi tiết niềng này được nạm toàn bộ phần đá, nhưng mà các cái đá ở đây đều được ghim chấu hết, thì cho nên là không sợ là bị rơi hay gì cả. Đúng không ạ? Đây các chị có thể thấy rất đẹp và cái sự phối màu của nó rất là tinh tế luôn ấy. Vì là các cái màu nhá, màu nhạt này. Đó, sau đó họ sẽ chuyển màu dần, chuyển dần chứ nó không chuyển từ gam màu nóng sang gam màu lạnh luôn đâu. Tức là nó có cái sự hài hòa. Mặt đẹp rồi đúng không ạ? Đây là viền vỏ rất là mỏng Đấy, sáng bóng Dây thì cũng thiết kế giống như là dây của Zulek à, Hai bên này thì phay xước này Ba đường chỉ ở bên trong của nó sẽ là sáng bóng Mẫu này thì chưa qua sử dụng nhá Còn nguyên cả siêu ở đằng sau Với đằng sau đáy có thông số là độ chống nước là 3TM Với mã số hiệu là T6B35 Ocean Steel và tác của nó hiện tại thì đang có mức giá niêm yết tại cửa hàng đang là 38.500 yên. Tức là nó loanh quanh đâu đó khoảng độ tầm 6 triệu hơn 6 triệu gì đấy Với mẫu này thì Đây để em bấm đo cho chính xác Size 39.6 nhé Và càng của mẫu này là 47.5 Độ mỏng của phiên bản này là 9.7 Đấy, mẫu này thì các anh nam ấy có cổ tay tầm 16.5 như tay em này Là mọi người sẽ đeo ok hoặc là từ tay 17, 17.5, 18 mọi người vẫn có thể đeo được nhá Dây còn dài thoải mái luôn Và cái thiết kế dây thì cũng giống y xỉ như là của Rolex ý Đây này Đấy, nếu mà mọi người mà tay nhỏ hơn thì các chị có thể thu thu bớt cái, cái mắt vào đây được Đấy, rất là tiện đúng không ạ Đấy nhá, đóng chốt này Mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2 triệu Dạ Vâng, 2 triệu nhá Mẫu này sẽ ở mã hàng đầu tiên Đó là mã 541 nhá Mã đầu tiên mã 541 Em phải nói thật sự là rất đẹp luôn Vì nó thiết kế rất đơn giản nó Không không cần phải xa hoa cầu kỳ Nhưng mà cái thiết kế mặt ấy và form của nó đẹp Nó sang Di chuyển tiếp theo sang ở mã 542 542 thì em lên một mẫu cơ cho cả nhà mình này Đây là mẫu của Dominic Và mọi người cũng không xa lạ gì với các cái phiên bản của Dominic rồi Ngày hôm nay thì em có về phiên bản này Là full hộp nhá Giấy tờ đầy đủ này thì trong giấy tờ này nó có cả một bộ sưu tập của Dominic luôn Đó Thì em cũng về nói chung là sưu tầm cũng khá là nhiều với các mẫu của Dominic ở trong cái 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 tờ hướng dẫn đấy rồi Tất nhiên là vẫn còn thiếu, cũng chưa chưa sưu tầm được hết được Cứ lần nào mà trên trang nhà thọ có thì là đấu thôi Cứ các mẫu lại lạ lạ đấy là em sẽ đấu luôn thôi Đó, đây Bàn này thì nó cũng có khá nhiều chức năng Chưa sử dụng này, mọi người thấy là nó còn nguyên cả siêu nha đó, nó còn nguyên cả siêu. Và ở đây thì nó có nhiều chức năng lắm. Nó có lịch năm nhá. Rồi là lịch tháng nhá. Lịch thứ này, lịch ngày này, Kim 24 giờ này. Đó, mọi người thấy không ạ, một cái phiên bản gọi là multifunction. Đây là mẫu vừa là cơ tự động và vừa có cả chợ có tay đi kèm. Đấy, thì đây em sẽ lên cái phần chợ cót để mọi người thấy là cái phần chợ cót vẫn đang hoạt động, đang chạy bình thường. Đấy và cái thời gian này nhá, mọi người thấy là 24 giờ đúng không ạ? Thì ví dụ như lúc này nó đang là hơn 11 giờ này, nó chưa đến số 12 đâu. Hơn 11 giờ thì cái kim này nó đang chỉ ở vị trí gần đến 12 rồi. Tức là thời điểm lúc này bộ máy đang hiểu là hơn 11 giờ trưa. Đó thì mình biết là là lúc này nó 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 sẽ là thời điểm nào. Đấy và bây giờ thì em sẽ bấm chỉnh lịch nhanh cho cả nhà mình nhá. Thì bấm ở đây thì mọi người sẽ chỉnh đó là lịch tháng này đúng không ạ đấy là chỉ chỉ để tháng nhanh nhá còn ở đây thì mọi người sẽ chỉnh đó là lịch năm à, tiếp theo nữa thì về cái phần lịch thứ và phần lịch ngày thì để em sẽ rút núm mọi người rút một nửa núm thôi thì khi mà mọi người rút nửa núm thì mọi người xoay theo chiều kim đồng hồ là mình sẽ chỉnh lịch ngày đó và xoay ngược lại thì nó sẽ là chỉnh lịch thứ trời ơi bản này quá là dễ sử dụng luôn rất là nhiều chức năng trong một phiên bản này Đấy chỉ bằng ở cái ba cái núm ở bên này thôi đúng không ạ nhưng mà các anh chị có thể là tùy chỉnh được tất cả các chức năng luôn còn đến kim 24 giờ này thì, thì nó sẽ xoay theo kim đồng hồ như mọi người nha mọi người sẽ rút hẳn cái núm này ra mọi người xoay này thì mọi người thấy không ạ đấy đến 12 giờ thì cái kim bên này nó chỉ về số 12 nhá tiếp theo này đấy thì ví dụ như là chỗ này thì nó đang là uh, 5 giờ đúng không ạ và nó chỉ về số 17 đấy thì lúc này đang là 5 giờ chiều đó đóng núm này thấy chưa nó còn có cả chức năng hacking stop nữa cơ Em rút núm và cái kim dây nó dừng lại này Đó Chức năng hacking stop Để chưa ạ? Đóng núm nha Rất là đẹp, rất là xịn sò luôn Mặt đẹp này, viền niềng Cái niềng này thì nó là niềng cố định Đó, niềng cố định Đây là núm có logo biểu tượng nha Dây thì uh, cái chỗ này là bị bụi bẩn thôi Lau đi là sẽ sạch nhá Khi mọi người bóc là sạch Đúng không ạ? Đây, dây thép, phay xước đằng trước này, đằng sau. Thì ở đây thì đằng sau này nó sẽ có thông số đó là automatic Enhanced winding, tức là vừa cơ tự động vừa có có tay đi kèm, độ chống nước là 5 ATM. Bên trong bộ máy sẽ được chị đó là logo tên thương hiệu của hãng Dominic ở vị trí phía bên trong. Đây là thương hiệu nội địa của Nhật nha mọi người. Với bản này dành cho anh nam tay vừa và hơi to, size 42.4 và càng của mẫu này là 40 à là 57. Càng của mẫu này là 57. Cái này tầm cổ tay phải ít nhất phải tầm từ 17.5 trở lên ý Thì mọi người đeo sẽ đẹp bởi vì cái càng này của nó sẽ là cái càng rộng ấy Và mẫu này thì em đang để cho cả nhà mình đó là 2 triệu 750 nghìn 2 triệu 750 nghìn nhá Mẫu này sẽ ở mã 5542 uh, 542 2750 mã 542 Đó, mã 542 Tiếp theo di chuyển sang ở mã 543 Phiên bản 543 thì uh, Chắc là theo thông lệ thôi, em lên luôn cho cả nhà mình mẫu hoàng siêu phẩm ở mã 543. Với phiên bản mã 543 thì uh, về cái phiên thương hiệu của Bonecati thì mọi người đã quá quen thuộc rồi. Đấy và đây là phiên bản Bonecati với hộp của năm 2024 ấy nên là có một cái thiết kế nó hộp sẽ có cái sự khác biệt hơn. Đấy, đây là hộp nha thì với cái phiên kinh phiên bản Bonetti này sẽ được tặng kèm thêm một mô hình siêu xe thể thao Lamborghini thì sẽ có được ở trong một cái ngăn như thế này và nó có một cái ngăn ở dưới này này đó ngăn dưới này Đây mọi người thấy có một cái dây này kéo ra thì khi mọi người về thì các anh chị kéo ra thì em có để bên trong đó là hộp sổ thẻ đầy đủ đấy thì khi mà mọi người nhận hàng thì các anh chị cứ mở ra các anh chị kiểm tra và bây giờ sẽ đến nhân vật chính đó là phiên bản của Bonetti với bản bonnet lần này em về cho cả nhà mình Đây là một thiết kế phong vuông và được rất nhiều các anh nam ưa chuộng Em phải nói thật sự là nó rất rất đẹp luôn uh, Nó mang một cái ý tưởng từ những chiếc siêu xe thể thao Vì thế cho nên là khi bà cầm lên tay ở phiên bản này Nó đã toát lên được cái sự gì đó Nó rất là cá tính, nam tính và rất là mạnh mẽ Đó, Bonnet Gatti Automatic nha Và mẫu này thì nó cũng sẽ có cả chợ có tay Đấy, và mọi người nghe có thể nghe thì cái tiếng cót khi mà lên cót tay đúng không ạ cái uh, phần trục ý, thì mọi người thấy là nó có một cái trục ngang ở đây nó giống như là cái cái cái, cái phần trục của cái động cơ của xe ô tô luôn còn uh, cái mặt đồng hồ ở đây nhá thì nó sẽ hiển thị đó là phần kim giờ và phần kim phút này uh, dưới này thì nó sẽ có lộ cơ này đúng không ạ và mọi người thấy là ở đây là một phiên bản mà nó lộ cơ toàn bộ tức là nó uh, không có che bất kỳ cái gì cả đúng không chỉ có mỗi cái viền vỏ ở đây thôi còn tất cả bên trong này của nó là mọi người thấy qua cả cái quá trình hoạt động của nó luôn đấy nha từ bánh răng này lồng tim này đấy và đây kể cả mặt trước mặt sau này búa này Thế tất cả các bánh răng là mọi người đều có thể quan sát được hết đấy Bonetti original rất đẹp rất là xuất sắc núm chéo nha thì với cái thiết kế bàn này là kính là kính sapphire crystal sang nguyên khối nó sẽ giúp cho đồng hồ chống trời chống sức rất là tốt và toàn bộ chi tiết phiền viền vỏ ấy thì đều được làm bằng thép 316 và ở đây thì nó sẽ có chuyện tên thương hiệu của nó là bonetti nhá nó được khắc luôn ấy khắc xuống dưới này đấy đây là núm này mặt trước này mặt sau đấy đây là bộ chuyển động và đây là bộ dây với bộ dây này thì đây là bộ dây silicon Độ đàn hồi tốt, ôm tay, không bị mùi giống như dây da Và nó có các cái ô này để thông thoáng khí Bởi vì là dây silicon nó không thấm hút mồ hôi nên là với cái thiết kế như thế này nhá thì cái cổ tay của mình lúc nào nó cũng thoáng ấy chứ nó nó không còn nó, không, nó không, không không bị ẩm không bị ướt ở cổ tay đấy thì nó sẽ nó sẽ thoáng khí thấy chưa đây là một cái thiết kế rất là tinh tế luôn chốt khóa nguyên zin nhá bốn cái dây này thì rất là bền nha mọi người hoàn toàn yên tâm vì là cái dây của hãng ấy và thứ hai nữa đó là người ta được làm bằng chất liệu dây giống giống như người ta gọi là dây cao su non ấy nên là nó sẽ rất rất là bền đấy còn nhiều dòng các cái dòng dây khác nó cứng lắm thì cái dòng dây đấy thì dùng một thời gian là nó sẽ dễ gãy nhưng với dòng dây này thì nó là dây silicon rất là mềm rất là êm thích bạn này size 41.3 nhé càng của mẫu này thì nó chỉ nhìn hơn một chút xíu thôi vì là form của nó là hơi form vuông size 42.4 Mẫu này dành cho anh nam tay tầm từ 17 trở lên thì sẽ đẹp. Cái này là tay em, nó tay nữ nên là nó sẽ không lên được hết thì form của nó. Cái này phải anh nam lên tay, mọi người sẽ thấy rất rất xuất sắc luôn. Đó. Và với phiên bản này thì uh, em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này đó là 5 triệu 8 nhé. 5 triệu 800 nghìn. Và bản này sẽ ở mã 543. 5 triệu 8 mã 543. Mới nguyên và chưa qua sử dụng. Tiếp theo sang ở mã 544 544 thì à, Em lại lên cho cả nhà mình Đó là mẫu Mẫu của Citizen đi. Mẫu của Citizen nhá Và Citizen này thì à, em có về Hộp này, sổ này Đấy Cái mẫu này là mẫu mới nha mọi người nha. Đây ạ, có tem chuyện của cửa hàng này. Đây là mua từ ngày 21 tháng 1 năm 2024 đấy, tức là bản rất là mới luôn. Đấy. Đây là mã số hiệu của sản phẩm này. Cái này là chắc có khi nào được tặng hoặc là người ta mua xong người ta không thích nữa. Không đeo nữa. mới nguyên luôn của năm 2024 luôn mọi người ạ chưa qua sử dụng nha đây họ có sử dụng thì chắc là sử dụng một thời gian rất là ngắn nhưng mọi người thấy là rất là mới rất là đẹp ui bản ui bản này bản này nó lại còn là bản uh, eco Drive mọi người ạ à. vừa eco Drive lại còn vừa cả bluetooth nữa ô bây giờ em ấy để ý này rất là hay nha. Mẫu này thì chắc là người ta sử dụng nên là nó bị ếm một chút này. Và người ta làm mất một chút ở đây, nhưng mà cái này người ta sử dụng chắc một hai lần thôi, không không sử dụng nhiều đâu. Nên là viền ngoài này không có biết trời xước gì cả. Cái mẫu này rất nhiều chức năng. Đây là mẫu Citizen nhá. Đây mọi người thấy này, Eco-Drive này, Bluetooth này. Ô, cái núm xoay của nó rất là rất là thích luôn ý mọi người thấy không gần như là mọi người chỉ xoay một chút này nó sẽ xoay theo này Ô, nó còn có cả kết nối với bluetooth nữa cái này thì uh, em nhìn mẫu thôi nha chứ lúc nãy em cũng không không để ý là nó có cả bluetooth em cứ tưởng nó nguyên eco thôi thì uh, ở đây nó sẽ có kim túi xứng đi này mọi người này có thời gian nhá LTM này, look này time này, chronograph nhé, báo thức này, thời gian này. Lịch thì nó sẽ nằm ở vị trí góc 4 giờ. Ở trên này nó sẽ có à đây là cái phần alarm on off ý, tức là phần báo thức tắt bật này. Rồi sau đó là linh nhé, linh nó cũng sẽ có on off ở đây, nó có cả lịch thứ nha. Thứ Sunday Monday Tuesday này. À, lịch ngày này Nó có Eco Drive Là cái phần năng lượng mặt trời thì mọi người cũng đã quá quen thuộc rồi Tiếp theo là Bluetooth thì cái này em cũng đang chưa biết là cái nối Bluetooth kiểu gì Cái này có khi là mọi người sẽ về các anh chị tìm với cái mod, môn mod, module của nó nha Đây là đây là mod, môn mod, module của nó này Thì mọi người tìm về cái module này thì người ta sẽ có các cái hướng dẫn nha Kính sapphire mọi người ạ Đây thông số là kính sapphire Ở đằng đây đây là Bluetooth Bluetooth này Nó có ID này IC này Rất là nhiều luôn Đấy tức là có các phần thông số cái này mọi người có thể là kết nối, đấy dây nhá, dây này, chút khóa này, cái này thì thì thôi em cứ lên trên này em cứ cứ nếu mà mọi người chủ động thì các chị mọi người đa các chị có thể chụp lại đáy và các chị tìm hiểu về cái dòng này nhá. còn nếu như mà để sau sau quay video xong rồi thì em sẽ lên tìm hiểu thử ở bàn này, đấy thì nếu mà mọi người chốt ở bàn này thì em sẽ gửi cái link hướng dẫn cho cả nhà mình. Đấy để nếu mà mọi người về các anh chị mọi người kết nối thì các anh chị cứ làm theo cái cái hướng dẫn đó. Ở phiên bản này sẽ có size mặt đó là size sai mặt size mặt mà mà là size 42.5. À càng của phiên bản này là 49.1 nhá. Tức là mẫu này là mua từ tháng mấy nhá? Nó ấy là tháng 1, tháng 1 năm 2024. Nhưng mà mẫu này thì người ta cũng đã lên tay rồi, tức là gọi là lướt rồi. Đấy nhưng mà rất là mới, rất là đẹp đấy Đúng không? Dây này, chốt khóa này, nguyên zin Bạn này dành cho anh nam tay vừa và hơi to Đấy, 6 kim, eco dry uh, Rồi là bluetooth Nói chung là rất nhiều chức năng Mẫu này thì cũng nó, giá của nó cũng khá là cao đấy Nó sẽ tương đương với cả một bàn cơ luôn uh, Thôi mẫu này thì em cũng để luôn cho cả nhà mình mẫu này nhá Đó là 3 triệu 350 nghìn 3 triệu 350 nghìn Bạn này sẽ ở mã 544 Đó, ở mã 544 rất rất đẹp tiếp theo sang ở mã 545 545 thì 545 545 lên vào này đi đây đây là cái mẫu mà lúc nãy em có giới thiệu đến cho cả nhà mình là cái mẫu nó giống với cả phong của Gaga ấy. vì hôm qua thì em cũng có lên một phiên bản của Gaga còn đây là phiên bản của Brookiana thương hiệu của của Mỹ thì nó cũng sẽ có cái thiết kế nó giống với cả của Gaga thiết kế giống với cả của thương hiệu của của, của Milano đấy bởi vì Gaga trực thuộc của Milano đấy rất tức là cái form ngoài thôi kiểu dáng thôi còn ở đây bàn này thì chưa qua sử dụng nha những cái mẫu này thì nó không về hộp đâu ạ cái này nó chỉ có nguyên đồng hồ thôi em đấu về chỉ nguyên đồng hồ nhưng mà được cái là nó mới nguyên chưa sử dụng à, người ta cũng lấy cái thiết kế của cái kiểu dạng như là phong cách skeleton ấy Tức là lấy cái bộ máy để tạo thành đai mặt đồng hồ này có kim giờ, kim phút, kim dây rất là to đẹp nhá. Và mọi người có thể là quan sát được cái bộ máy bên trong. Về cái form thì uh, nó là cái form giống như là một chú rùa rồi. Đây mọi người thấy này. Đó. Đấy chưa? Bản này uh, nó cũng vừa là cơ tự động và nó vừa có cả trợ có tay đi kèm. Đấy, đằng sau đáy đây thì nó sẽ có lộ bộ máy nha, bộ máy cơ này. Dây, dây là dây lụa Ồ, oh, thiết kế giống easy luôn mọi người ạ à. Thấy thiết kế rất là giống luôn Đấy, phải nói là chứng tỏ là cái thương hiệu Gaga nó rất là nổi tiếng luôn uh, Đây, Brookiana, thương hiệu của Mỹ Bản này thì sẽ có size mà là size 45 Và càng của mẫu này nhá, càng của mẫu này là 54.6 Bản này dành cho anh nam tay vừa và hơi to cái này thì thật sự là kể cả mọi người đeo nhá Hay mọi người để siêu tầm thôi đó, Rất là đẹp luôn Vì các cái mẫu này nó Nhìn trong nó rất là sao Rất là xuất sắc ấy. Rất là độc lạ nữa Với phiên bản này thì em đang để cho cả nhà mình ở mẫu này Đó chính là 2 triệu 550 nghìn Đó vâng 2 triệu 550 nghìn nha Bản này sẽ ở mã 545 2550 Mã 545 Tiếp theo sang ở mã 546 546 thì tiếp tục là một phiên bản hộp Đây là mẫu của orobienco như hôm trước là em có về cái mẫu uh, gì nhỉ cũng của mình cũng như cũng của orobienco ấy thì cũng được sự ủng hộ của mọi người rất là nhiều còn rất nhiều anh chị có hỏi em chốt ở mẫu đấy nhưng mà uh, thật sự là ở các cái hàng đấu giá này thì mọi người biết rồi có các cái phiên bản này thì đa số là em đấu chỉ được về một chiếc thôi và gần như là rất là khó để lập lại mẫu Vì là lúc nào trên trang nó mới có thì mới đấu được Thì nếu mà hôm trước mọi người có hỏi em về các cái mẫu của Oribianco Thì hôm nay em có về các mẫu kiểu như thế này Form như thế này, trang sao này Thì mọi người có thể là tham khảo nhé à, Ở đây thì sẽ có thẻ Một cái thẻ cứng của Oribianco Thẻ cứng Sổ Đấy, sổ thẻ đầy đủ nó sẽ đựng ở trong một cái nắp như thế này này mọi người này được cái là cái, cái cái cái, thương hiệu này nó rất là hay họ thiết kế nhá nó có những cái bản mà nó cái 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 cái, cái vỏ hộp ấy nó giống như một quyển sách luôn mọi người cái mọi người mà để cái này ở trên giá sách thì nếu mà nhìn xa xa thì chẳng khác gì quyển sách cả đấy hoặc có những cái cái mà mở ra như một quyển sách như một cái quyển gọi là cuốn tiểu thuyết ấy nên là với cái thương hiệu này thì nó sẽ nó cũng lấy ý tưởng từ những cái gọi là rất là vintage ấy, nên rất là dễ đeo và ở mẫu này uống mẫu này cũng rất là mới mẫu này rất là mới rất là đẹp nha mà mẫu này lại còn size nhỏ size vừa size hợp lý ấy. ui nó còn chạy cả lịch môn face mọi người ạ à. chứ nó không phải là lịch săn Moon nữa lịch moon face thì uh, mọi người đều biết là các cái bản mà có cơ chế lịch Moon phây nó đều là các cái bản dòng cao cấp đấy, Nên là cái cơ chế của nó nó phải 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 cao cấp ấy thì nó mới chạy được lịch Moon phây Vì lịch Moon phây nó phải kiểu kiểu như theo tháng và gần như là mình sẽ biết được là thời điểm đó nó đang là ngày bao nhiêu ngày bao nhiêu của ngày âm của lịch âm ấy. Đấy, thì gần như là nó là cái cơ chế cả 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 cơ chế lịch tháng nữa đấy. Ở đây nó có lịch ngày nhá, lịch thứ này, đấy. Còn đây là lịch chức năng lịch Moon phây này. Thì uh, bây giờ em sẽ uh, nó không còn đúng. Đây là logo tên thương hiệu này. Đấy, thì bây giờ em sẽ giúp một nửa núm ra để xem nha Đây để em uh, chuyển chuyển nó về cái uh, ban ngày nha Đó, thì tất cả các uh, cái phần kim của nó đều hoạt động chân chu đúng không ạ? Tất cả các chức năng đều hoạt động chân chu này Đấy, à đây Cái này là mọi người sẽ chỉnh về cái uh, lịch trăng sao Sun Moon, lịch trăng sao, lịch trăng sao um, Ví dụ như là lúc này mà trăng nó tròn ở giữa này này, nó tức là nó là ngày 15 âm đấy ạ. Đấy, dịch ra đây một chút xíu thì nó là ngày 16 này. Đấy, thì mọi người sẽ biết được là à thời điểm này nó đang là ngày bao nhiêu ngày bao nhiêu của âm. À, về thiên văn học còn à, xoay ngược lại nhá thì nó sẽ là chỉnh lịch ngày. Đó, xoay ngược lại sẽ chỉnh là chỉnh lịch ngày. Đấy chưa? Đóng núm này. Bạn này rất là đẹp. À, có chức năng trăng sao nhá và cái logo biểu tượng của Orientco nó sẽ được triện ở bên trong lòng mặt luôn, nó xuyên suốt trong tất cả các mẫu đồng hồ. Form càng đẹp núm này. Đấy, Made in Japan nhé, tức là phiên bản này phiên bản được sản xuất lắp ráp ở tại Nhật luôn. Vì Orientco họ cũng có trụ sở được đặt tại Nhật và họ sản xuất lắp ráp luôn ở tại Nhật nên là sẽ có đó là Made in Japan luôn. Đấy, Oceanic Steel này, mã của nó sẽ là OR0074. Đấy, đây là logo biểu tượng của Orientco với độ chống nước là 50 ATM. À, còn về đây là dây nhá, dây này thì có chuyện tên thương hiệu này, dây này là dây uh, được sản xuất tại ý, là vâng cái dây này là dây của ý made in Italy, cái riser này, cái này mọi người có thể là đẩy cái chốt này ra để tháo dây để mình vệ sinh các phần viền viền ở đây cho đồng hồ của nó mới cho nó đẹp ấy, cái này là nó lên một chút tiết đỉa lau đi sẽ sạch thôi nha, đó đẹp, nói chung là bàn này rất mới luôn Uh, kiểu như người ta chỉ sử dụng khoảng độ 1 đến 2 lần thôi bởi vì mọi người nhìn vào các cái mắt này này đó thấy chưa và cái dây vì nếu mà người ta đeo nhiều thì nó sẽ có cái tuyến mồ hôi toát ra đây này nó sẽ lên màu nhưng ở đây thì không và cũng không thể có các cái vết chảy xước hay gì được cả bạn này size 39.8 coi như là size 40 rồi càng là 47.5 nhé Ôi bạn này rất đẹp rất là thanh lịch luôn mọi người đeo nó tay này Chó cái càng của nó đẹp luôn ấy, cái càng của nó là theo đúng kiểu vintage luôn. Đó. Đẹp chưa? Mẫu này em để luôn cho cả nhà mình ở phiên bản này, bản này là chức năng moon face nha. Mẫu này em để luôn cho cả nhà mình đó là 2.450.000. 2.450.000 mã 546 ạ, 2450 mã 546. Đẹp lắm luôn ý, phải nói thật sự là xuất sắc Không cần sao hoa cầu kỳ gì nhiều đúng không? Tiếp theo sang ở mã 547 nhá. 4547 thì uh, em lên mẫu cơ tiếp nha. 547 em lên mẫu cơ này. Uh, đối với bản cơ này thì đây là mẫu của Fubo, Fubo Design. Thì đây là cũng là một cái thiết kế của Nhật và với phiên bản này thì nó không về hộp đâu ạ. Cái này nó không về hộp. Nó chỉ về nguyên đồng hồ. Và em lau qua một chút xíu. Bản này thì mới nguyên, chưa sử dụng bởi vì nó còn nguyên cả tác đây này đấy cái khóa của nó nó còn nguyên siêu này đấy cái dây này đấy chưa à, với mẫu này là mẫu cơ tự động và cũng có cả trợ có tay đi kèm thì khi mà em lên dây cót tay như thế này nhá thì đang bộ máy bên trong đang chạy và đang hoạt động rồi à, đây là phiên bản Manfocus Skeleton đúng không ạ lộ máy và bên trong có cọc số la mã kết hợp với cả cọc vạch chi tiết điền ngoài này thì nó sẽ có thiết kế răng cưa nó giống với cả thiết kế của Dios thì như là nhìn trông nó đẹp và trông nó rất là khỏe khoắn Núm sẽ có tên thương hiệu và đằng sau đáy đây Nó cũng có đầy đủ thông số về độ chống nước là 13 này Sử dụng máy Mizota, máy 828N24 Đấy, với phiên bản này thì có 21 chân kính và thời gian chữ cót của nó cũng đạt được đến 38 tiếng Và với cái phiên bản này thì có tần số dao động đó là 21.600 pph Đấy, đây là dây da nhé, dây này chốt khóa này, nguyên zin, tác mát đầy đủ. Ở bàn này sẽ có size mặt đó là size 41.6 và càng của mẫu này là 50. Bản này dành cho anh nam, ui đẹp thế. Dành cho anh nam tay vừa và hơi to một chút. Đó, đeo lên tay rất là dễ đeo, mới nguyên. Đó. Đợt này thì em đấu về giá tốt hơn được trước rất là nhiều vì đợt trước á mà em đấu về các cái mẫu này nó phải dao động rơi tầm hơn 3 triệu cơ. Nhưng mà đời này giá thì ok hơn Và mẫu này em để cho cả nhà mình đó là 2 triệu 750 nghìn 2 triệu 750 nghìn nha Mẫu này ở mã 547 à, Mã 547 Tiếp theo sang ở mã 548 548 548 thì Đây là mẫu của Morosekadi này Đấy Cho các anh nam nào mà thích các cái form kiểu dáng của Solex của Mauro Zekadi thì mọi người có thể là lựa chọn ở phiên bản này. Đây là form Solex, bản này là bản uh, thép trắng mặt trắng toàn bộ nhé. Mẫu này thì uh, cũng hơi tiếc là nó không về hộp đâu ạ. Nó chỉ về nguyên đồng hồ thôi. Tức là trên phiên bản video của em, chiếc nào mà có hộp là em sẽ để lên đó luôn. Từ bên nhập về mà có hộp là em để lên luôn. Còn nếu mà chiếc nào mà không có hộp thì thì em sẽ để ở vị trí phía dưới này. Đấy, và đây là tác mát của nó có đầy đủ À bài này có mặt khảm nữa cơ mọi người ạ à. Đây nha mặt khảm này Mặt khảm sơ cư này Đấy mọi người thấy cái ánh khảm của nó cũng rất đẹp Mặt khảm Kim giờ kim phút nha Đây là mẫu solar pin năng lượng mặt trời này ờ, Cái bàn này thì có độ trúng nước là 10 ATM Lịch ở vị trí góc 3 giờ Cọc số vừa la mã vừa kết hợp với cả cọc đá Và đều được ghim chấu Chi tiết điểm ngoài này thì nó sẽ có vừa răng cưa Vừa sáng bóng Đây là phần phiền cạnh núm và đây là dây mới nguyên trên này hơi tiếc là không 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 về hộp solar pin năng lượng đấy đằng sau thì nó sẽ có mã của nó sẽ là mg 037 old stainless steel giá tại cửa hàng hiện đại đang là 82.500 yên tức là nó cũng tương đương với tầm khoảng hơn chục triệu phiên bản này bản này sẽ có sai mặt là nếu mà em chưa tính núm nhá nó là 39.3 còn càng của nó là 49.1 À, bản này nó còn có một cái hay nữa Đó là núm gen đấy Nên là cái độ chống nước của nó cũng rất là ok luôn Đấy, núm gen Hãy chuyển sang ngày mới rồi Đóng núm này, thì mọi người nhớ là đóng núm xong nhá Chỉnh xong này, vừa ấn này Vừa xoáy đều tay nhá, như thế thì Cái núm của nó nó sẽ vào, đúng không ạ Và như thế nó sẽ đảm bảo được cái độ chống nước cho mình nhá Đấy, mọi người đeo tay này đó, Rất là đơn giản thôi và mẫu này thì uh, em cũng đã để cho cả nhà mình đó là 2 triệu 350 nghìn 2 triệu 350 nghìn Mẫu này sẽ ở mã 548 2350 mã 548 Đấy. Mới, được cái rất là mới Cái này thì mặc dù là nó không về hộp đâu Nhưng mà em vẫn sẽ để vào trong cái hộp đỏ của bên nhà em nhá Để khi gửi hàng đi ấy thì nó sẽ tránh bị xô lệch ở cái đồng hồ nên mọi người yên tâm à, đấy là mã 548 ạ à. và tiếp theo lên ở mã 5 549 này 549 thì em lên cho cả nhà mình đây là mẫu của Liberham đấy một cái thương hiệu của anh ở bản Liberham này thì nó có thiết kế đó là cái núm của nói nó sẽ nằm ở vị trí góc 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 góc, góc bên trái đúng ạ góc bên trái chứ nó không phải nằm ở vị trí góc bên phải như các mẫu khác có cái mặt đồng hồ nó giống với cả cái thiết kế nó giống như là cái một cái hình mặt trời đó kim giờ kim phút kim dây này mặt kính này đấy thấy chưa mặt kính rất là mới rất là đẹp nha đấy đây mọi người thấy này cũng chưa hề có vết trời xước hay gì cả đây là viền vỏ đấy cạnh núm liberham à, ở bàn này thì cái dây ấy thì thì dây là người ta cũng đã thay dây khác rồi chứ cũng không phải dây zin Nhưng mà người ta cũng đã thay một cái bộ dây mới rồi Nên mọi người chỉ sẵn chỉ việc sử dụng thôi à, Bài này cũng sẽ sử dụng máy Mizota Của Citizen 21 chân kính à, 21 Zewell Automatic Đây là model của nó là LH90032 Với độ chống nước là 5 ATM Old Stainless Steel Mẫu này là mẫu size nhỏ đấy Và dành cho anh nam tay vừa và nhỏ Bài này à, uh, size mặt Ngang của nó là size 38 Và càng của mẫu này là 45 Đấy, như khuẩn tay của em là 16.5 này Thì mọi người thấy không? Ui, đeo vừa luôn Món này rất dễ đeo nha, rất là đẹp này Đây là mẫu cơ tự động ạ, à, có cả chợ Món này có cả chợ có tay Đó Vừa cơ tự động, vừa có cả chợ có tay à... Thôi mẫu này em để kỷ niệm đưa cho cả nhà mình luôn nha Vì size của nó nhỏ nhỏ ấy, nó sẽ hơi kén tay thì bản này em để luôn cho cả nhà mình đó là hai triệu rưỡi dạ vâng có bản cỡ nào hai triệu rưỡi không chỉ hơn bản pin một chút xíu hai triệu năm trăm nghìn để kỷ niệm luôn cho cả nhà mình mã năm bốn chín mã năm bốn chín tiếp theo sang ở mã năm năm mươi và cũng là mã hàng cuối cùng của trong video ngày hôm nay thì đó là phiên bản của mos thương hiệu của pháp bản merch này thì em có về là phun hộp nhá có cái hộp của nó là cái hộp gỗ và với phiên bản merch này thì nó có thiết kế màu mặt là màu mặt cá hồi này Đó, rất đẹp Chronograd chạy 6 kim, có kim 24 giờ Có lịch ở vị trí góc 4 5 giờ này Đấy, và đây là dây chốt khóa tác mắc đầy đủ Ở bàn này thì cái form của nó sẽ là form vuông Form vuông dành cho anh nam tay nhỏ nhé Size 32.7 và càng của nó là 40 Cái này anh nam tay nhỏ đeo thôi thì đẹp Ui, đẹp thế Đấy, mọi người lên tay này, nhìn trông rất đẹp luôn Đúng không? Rất là dễ đeo Màu mặt cá hồi mà có thể mình gọi là mặt tiền như kiểu dạng như mặt huyết ý. Đấy, rất là dễ đeo. Cái này cho anh nam tay nhỏ thôi. Cái mẫu này cũng kén kén tay anh nam tay nhỏ. Thì màu đây mới nguyên nha, cũng chưa qua sử dụng. Đó, thì thôi, em cũng để luôn cho cả nhà mình luôn, kỷ niệm luôn. Đó là 1 triệu tư, dạ à, vâng, 1 triệu 400 nghìn. Kỷ niệm luôn cho cả nhà mình. Và này sẽ ở mã 550. Và cũng là mã hàng cuối cùng ở sau video ngày hôm nay. Thì cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều cũng đã dành thời gian để theo dõi hết video của em và mọi người yêu thích ở mã sản phẩm nào thì các anh chị cứ liên hệ theo số hotline à, hoặc là qua zalo của em nhé đó là số 0858584 từ quý 2 hoặc có thể để dưới phần comment bình luận Và dạ vâng, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở sau video tiếp theo và mọi người đừng quên cho em xin các lượt thả like cũng như là các lượt follow kênh thì ngày mai thì em cũng lại tiếp tục lên sẽ lên khui một cái lô hàng mới cho cả nhà mình thì các anh chị mọi người à, à, hãy theo dõi kênh nhá thì à, để có thể là cập nhật rất là nhiều các mẫu hàng đẹp của bên em. Dạ bằng xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ạ. À.